hơn 5 thông số bạn cần quan tâm khi mua đèn LED. Khi chọn mua đèn LED, để có thể chọn mua được những chiếc đèn LED thật sự chất lượng, mang lại hiệu quả chiếu sáng như mong muốn thì bạn cần quan tâm đến các thông số kỹ thuật đèn và hiểu được phần nào về những thông số kỹ thuật này. Việc hiểu này sẽ giúp bạn có lựa chọn các thông số phù hợp nhất cho mục đích của mình. Để dễ dàng hơn cho các bạn, DH Tech xin giới thiệu về 5 thông số kỹ thuật của đèn LED mà bạn cần quan tâm khi chọn mua các sản phẩm đèn LED. 1. Quang thông. Quang thông được định nghĩa là một đại lượng đo lường công suất bức xạ phát ra từ một nguồn sáng, cụ thể ở đây là đèn LED. Đơn giản hơn, quang thông là tổng lượng ánh sáng mà đèn LED phát ra được theo mọi hướng trong một giờ chiếu sáng. Đơn vị đo của quang thông trong hệ SI là lumen, ký hiệu là lm. Như vậy nếu bạn muốn không gian sáng thì chọn đèn LED có quang thông lớn và ngược lại. Hoặc nếu bạn có chọn đèn LED với quang thông nhỏ thì đồng nghĩa với việc cần nhiều đèn mới đủ sáng. Chọn mua đèn LED cần để ý đến quang thông như thế nào? Quang thông cho bạn biết rằng tổng lượng sáng của cuồng nguồn sáng đèn LED mà bạn muốn mua, nên hãy lưu ý một chút đến nó. Việc chọn đèn có quang thông lớn hay nhỏ còn tùy thuộc vào mục đích, yêu cầu cũng như thực tế không gian mà bạn muốn lắp đặt đèn. Đèn có quang thông lớn hơn sẽ sáng hơn. Khi cần lắp đặt đèn LED tại các không gian rộng lớn, cần nhiều ánh sáng, bạn nên chọn các loại đèn có quang thông lớn. Với các không gian nhỏ, hẹp thì lựa chọn các loại đèn có quang thông vừa phải, phù hợp để tiết kiệm chi phí. Tất nhiên, quang thông không đại diện cho mức độ tiết kiệm điện của một sản phẩm đèn LED mà bạn định mua. Nó chỉ đơn thuần là thể hiện mức độ sáng của chiếc đèn đó. Việc đánh giá một sản phẩm đèn LED tiết kiệm điện hay không được thể hiện qua chỉ số hiệu suất chiếu sáng sau đây. 2. Hiệu suất phát quang. Hiệu suất phát quang là hiệu quả phát sáng của đèn, được tính bằng tỷ số giữa quang thông và công suất tiêu thụ của đèn. Đơn vị đo của hiệu suất chiếu sáng là lumen trên watt. Đèn có hiệu suất phát sáng cao là đèn cho quang thông lớn mà lại tiêu thụ ít điện năng hơn. Tức là chỉ số hiệu suất chiếu sáng càng cao thì đèn càng tiết kiệm điện. Ưu điểm lớn nhất của đèn LED chính là có hiệu suất chiếu sáng cao. 3. Góc chiếu sáng. Góc chiếu sáng là góc nằm giữa hai mặt có cường độ sáng tối thiểu bằng 50% cường độ sáng mạnh nhất ở vùng sáng trung tâm. Phương pháp nhận diện góc chiếu đơn giản nhất bằng việc dùng bộ đèn chiếu sáng lên tường. Bạn sẽ dễ dàng nhận thấy các vùng sáng lớn, nhỏ và mạnh yếu khác nhau. Các nguồn sáng tuy giống nhau nhưng góc chiếu khác nhau sẽ cho ra ảnh của vùng sáng khác nhau. Góc chiếu sáng càng lớn, cường độ sáng vùng trung tâm càng nhỏ và vùng sáng càng rộng. Phân loại góc chiếu sáng. Có 3 loại góc chiếu cơ bản, mỗi một loại góc chiếu khác nhau lại cho một hiệu ứng chiếu sáng riêng biệt, phù hợp với từng mục đích sử dụng khác nhau. Góc chiếu hẹp 3, 5, 8. Các loại đèn có góc chiếu hẹp như trên thường được thiết kế chuyên dụng cho chiếu sáng rọi cột, tạo điểm nhấn cho ngoại thất căn nhà hoặc các công trình về đêm. Góc chiếu trung bình 10, 24, 38. Các góc chiếu này là các góc chiếu thông dụng đối với các loại đèn rọi spotlight. Khi chúng ta xây dựng các ý tưởng chiếu điểm, gây ấn tượng hoặc tạo ánh sáng gián tiếp, các loại đèn có góc chiếu này phù hợp với lắp đặt trong phòng ngủ, nơi cần tạo không gian riêng tư và thư giãn bởi chúng không gây chói lóa, khó chịu khi nằm. Góc chiếu rộng 60 độ, 90 độ và 120 độ. Góc chiếu này tạo ánh sáng tỏa đều với vùng sáng rộng, vì vậy các loại đèn này phù hợp khi lắp đặt tại các không gian sinh hoạt chung như phòng khách, phòng bếp và những đèn LED công suất cao như đèn đường LED, đèn pha LED, đèn LED nhà xưởng đều yêu cầu góc chiếu sáng rộng để chiếu sáng cho một vùng không gian rộng lớn. 4. Độ rọi. Độ rọi là chỉ số độ quang thông trên diện tích bề mặt được chiếu sáng, đơn vị đo là lux. Chỉ số này biểu đạt mức độ ánh sáng trên bề mặt mà con người cảm nhận được mạnh hay yếu. Đây là một đơn vị dẫn xuất, được xác định bằng quang thông trên diện tích, một lux bằng một lumen trên một mét vuông. Một lux là độ rọi có được của một bề mặt diện tích một mét vuông có thông lượng chiếu sáng một lumen. Độ rọi của một số nguồn sáng. Ánh sáng mặt trời trong ngày có độ rọi trung bình dao động trong khoảng 32.000 lux tới 100.000 lux. Và thời điểm hoàng hôn hay bình minh, ánh sáng ngoài trời cũng có độ rọi khoảng 400 lux. Nếu trời trong xanh, ánh sáng phản chiếu từ mặt trăng có độ rọi khoảng 1 lux. Các trường quay ở đài truyền hình được chiếu sáng với độ rọi khoảng 1.000 lux.
Một văn phòng tiêu chuẩn thì có độ rọi khoảng 400 lux. Quan hệ giữa độ rọi và quang thông. Lux tính theo diện tích mà thông lượng chiếu sáng bao phủ được. Chẳng hạn như nếu 1.000 lumen tập trung trong diện tích 1m², sẽ chiếu sáng diện tích này với độ rọi 1.000 lux. Mặt khác, cùng 1.000 lumen đó khi trải rộng trên diện tích 10m², sẽ tạo ra sự chiếu rọi mờ hơn, chỉ 100 lux. Quan hệ giữa độ rọi và công suất. Độ rọi là một đơn vị dẫn xuất, vì vậy không có phép đo trực tiếp trên thực tế. Nó là sự cảm nhận của mắt người. Chính vì thế, hệ số chuyển đổi giữa độ rọi và công suất sẽ thay đổi theo nhiệt độ màu của ánh sáng. 5. Chỉ số hoàn màu CRI. Chỉ số hoàn màu CRI, viết tắt của Color Rendering Index, là chỉ số phản ánh độ trung thực của màu sắc vật thể được chiếu sáng. Giá trị chỉ số CRI càng cao thì màu sắc vật thể được chiếu sáng càng sống động và chân thực. Chỉ số CRI rất quan trọng khi đánh giá một sản phẩm đèn LED, đèn chiếu sáng là tốt hay không. Chỉ số hoàn màu của ánh sáng mặt trời có ánh sáng trắng được lấy làm chuẩn để so sánh và xác định chỉ số hoàn màu của các nguồn ánh sáng khác. Quy ước chỉ số CRI của ánh sáng mặt trời là 100 RA. Hy vọng qua video này, bạn có thể hiểu được những thông số cơ bản của đèn LED để bạn có thể dễ dàng lựa chọn mua được những sản phẩm chất lượng và phù hợp nhất cho mục đích của mình. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, các bạn hãy để lại bình luận bên dưới video này. Chúng tôi sẽ giải đáp để các bạn lựa chọn được một hệ thống chiếu sáng tối ưu nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.